To mix it up. Kênh YouTube hướng dẫn pha chế bartending bằng tiếng Việt đầu tiên dành cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới. My name is Hao Tran, I'm from Seattle, Washington. Hiện tại Hao đang là bar manager thuộc một trong chuỗi 13 nhà hàng của Tom Douglas ở thành phố này. Hao tạo Remix It Up với nhằm hướng dẫn, chia sẻ và truyền tải kinh nghiệm của mình về nghệ thuật pha chế bartending dành cho tất cả các bạn yêu thích bộ môn này. Đến với kênh YouTube này, bạn sẽ được bổ sung tất cả những kiến thức từ cơ bản nâng cao cũng như những kỹ thuật làm sao để tạo ra được các loại cocktail phổ biến nhất trên toàn thế giới. Có bao giờ bạn bước vào một quán bar, nhìn vào menu và hỏi mình rằng loại thức uống nào sẽ phù hợp với khẩu vị của mình, có những thành phần gì trong đó và làm sao để tạo ra được loại thức uống mà mình yêu thích nhất? Và Mix It Up sẽ lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi trên. Hào xin cam kết với tất cả các bạn rằng đến với Mix It Up, bạn không cần phải qua một trường lớp nào mà cũng có thể trở thành một bartender chuyên nghiệp. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy tự cho mình là một bartender chuyên nghiệp và đến với thế giới của Mix It Up. Vậy thì bartender là gì? Bartender không chỉ là một người pha chế rượu, mà bartender còn là một người nghệ sĩ. Mà người nghệ sĩ đó sẽ đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng làm sao để tạo ra được các loại cocktail phù hợp với từng khẩu vị của thực khách của họ. Ở tập này, Hào sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về những dụng cụ một bartender cần phải biết. Dụng cụ đầu tiên sẽ là jigger. Thì các bạn có thể tìm được rất là nhiều loại jigger ở ngoài thị trường. Đây là hai loại jigger rất là phổ biến. Loại này sẽ là một đầu từ 0.25 cho đến 2 ounce. Loại này sẽ là hai đầu thì sẽ có 1 ounce và 2 ounce. Trong phần 1 ounce sẽ có 0.25, 0.5, 0.75 và 1 ounce. Phần lớn hơn sẽ là 1.5 và 2 ounce. Dụng cụ thứ hai sẽ là shaker. Đây là Boston Shaker, thì Boston Shaker sẽ có một loại đầu nhỏ và đầu lớn. Hào rất là thích Boston Shaker tại vì khi mà shake với Boston Shaker, cái cocktail nó sẽ lạnh nhanh hơn và tiếng shake rất là vui tai. Tiếp theo sẽ là mixing glass. Chúng ta sẽ có bar spoon, strainers, muddler, muddler. And that is a wrap. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe cũng như chia sẻ rộng rãi nhé. Và cũng đừng quên để lại những comment cũng như là những câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra cho Hào. Thank you for watching and see you all in next episode.